Dạ rồi, em chào chị nha. Dạ vâng, thì chị gái cho em xin phép được hỏi chị tên là gì? Dạ, em tên là Lê Thị Hồng Nhung. Chị đến từ đâu? Dạ, đến từ Bến Tre. Bến Tre ha. Dạ rồi, thì hôm nay chị lên đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Dạ, nhờ đội Nguyễn Thanh Hải giúp tìm giùm con. Là chị là mẹ đúng không ạ? Dạ. Là chị từ Bến Tre lặn lội hàng trăm cây số lên tới Bình Dương để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc đó là tìm con gái nhà mình. Chị cho em xin phép là chị xin phép chị là chia sẻ chi tiết cụ thể sự việc con gái nhà mình bỏ đi như thế nào, ngày nào. Tại vì bé này nó đang học, sáng thứ bảy là nó còn học với còn ở nhà. Tưa lại là nó đi là ngày 18 tháng 3 năm 2023. Nó đi vào lúc 12 giờ rưỡi. 18 tháng 3. Dạ. Ngày hôm nay là ngày 23. 23 là nay là 6 ngày. Dạ. Mà chưa thấy 5... bé về. 5 ngày. Ừ. 5 ngày trời ha. Dạ. Bé hiện tại bao nhiêu tuổi chị? Dạ, bé hiện tại là 15 tuổi. Bé đang học lớp mấy? Bé đang học lớp 9. Học lớp 9, tức là ở quê nhà luôn dạ, ha. Dạ, quê nhà. Ở Bến Tre. Bến Tre. Ba Chi Bến Tre. Bé nhà mình là tình trạng học hành có được ổn định không? Nó học cũng bình thường chứ không có mà xảy ra chuyện gì hết á. Dạ, trước giờ bé có bỏ nhà đi như vậy bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Chưa ha. Dạ. Bé có ngoan không ạ? Ngoan lắm, bé ngoan mà bé hiền lắm. Rất ngoan và hiền. Chị được mấy người con? Dạ, em được 3 người. Là một anh là tên Tần Công Thành. Là anh thứ hai, lời kế là bé gái là Tần Ngọc Bảo Nghi. Bé là con thứ mấy trong gia đình? Dạ, bé là con thứ ba trong gia đình. Thứ ba. Tức là 5 ngày trước dạ. Là con nhà mình bỏ đi thì gia đình nhà mình đã đi tìm kiếm ở đâu ở Bến Tre rồi? Dạ, tìm khắp nơi là nhưng mà không có thấy bé. Không có tin tức. Dạ. Không có manh mối. Không có một tí xíu gọi là manh mối gì hết. Gia đình nhà mình không liên lạc được hay sao ạ? Không có liên lạc được. Hên sao bữa đó có dì Tư. Dì Tư bấm ngay cái số điện thoại của thằng mà chở con em đi á. Ồ. Nó bám trong Facebook của con bé cho nên điện được, nói được có mấy câu à. Điện được cho người dẫn con nhà mình đi, tức là nhà mình đã biết là con nhà mình đi là có người dẫn đi. Dạ. Chứ không phải là tự ý bỏ đi đúng không ạ? Dạ. Khi đúng đi rồi. Thì con nhà mình đem theo phương tiện, tài sản, quần áo gì không? Dạ, thứ đi là nó đem theo 5 bộ đồ và một cái giấy chứng minh nhân dân, căn cước mới chụp sau này á. Dạ. Có đem theo tiền bạc gì không ạ? Không, trong mình bé đi là không có tiền. Khi đi đó là ai tới chở, ai là người dẫn đi hay là tự đi ra ngoài bắt xe? Trước khi đi là tự trong nhà đi ra là có một anh thanh niên là ghé ngay cây xăng á, đứng chờ, là do cái chị ở cây xăng chỉ nhìn thấy nhưng mà chị không biết là cái anh đó đang chờ hay là chờ bạn hay là đang làm cái gì. Có thấy được con nhà mình bước xe lên người khác không? Có. Thấy một cô bé mang cái cặp màu sọc, cái cặp đi học màu sọc, mặc cái áo gió là màu đỏ, nón đỏ. Dạ. Là quần đen, là bước lên chiếc xe xe lơi cam. Xe đó là của ai? Của thằng đó. Và gia đình nhà mình có biết rõ cái người đó là người chở đi đó là ai không? Biết. Mối quan hệ như thế nào không? Biết thì em xin phép mời chị cứ chia sẻ đi. Tại vì là chị quen tên mạng, tên cái Facebook đó thôi. Nhưng mà biết nó là tên là Dương Nguyễn. Nhưng mà quê của nó là ở Vĩnh Long. Dương Nguyễn đấy đã tới nhà mình lần nào chưa? Chưa bao giờ thấy tới. Nhưng mà tức cái ngày của con bé đi á là bà nội có nói là có hai người con ta xuống nhà mình. Dạ, xuống nhà là bà nội thấy. Dạ, tại vì xuống tới nhà bà nội chứ không có lâu ngoài nhà cho nên bà nội có hỏi là cưng ở đâu thì một đứa trả lời là con ở Vũng Liêm, Vĩnh Long, Vũng Liêm. Dạ. Là cô Tú ở Đồng Nai. Nó còn một đứa thì bà nội kể lại là cũng như nó cúi mặt xuống không mà nhưng mà nó không có trả lời. Dạ. Chị cho em hỏi là con nhà mình đi học về nhà cái tình trạng học hành ở nhà là có học hành hay là có sử dụng điện thoại gì không? Nó có học.
những lúc mà thi cô giáo bài dở á, gỡ trong Zalo thì cháu có mở lên cháu học. Tức là bé nhà mình vẫn sử dụng điện thoại cảm ứng. Theo như bản thân chị là mẹ thì chị có quan sát quan tâm được con cái nhà mình không? Nói chung là em cũng có quan sát những lúc thì như ở nhà thì có quan sát bé, nhưng mà những lúc mà thi em đi bán buôn về tối cho nên nhiều thi về buôn bán về là mệt mỏi quá cho nên đôi lúc cũng không có quan sát kỹ em bé. Gọi là mình lơi là ha. Cũng tức như là mình hơi có chút lơ là với bé. Là chị làm công việc gì? Em đi bán vé số. Con chồng chị? Chồng em thì lúc trước anh đi làm hờ, nhưng mà sau này anh ăn nhậu bê tha quá không có lo cho gia đình, thành thử la là chị phải đi buôn đi bán nặng nuôi ba đứa. Còn chồng chị là thôi rồi hả hay sao? Chồng chị vẫn là còn ở chung. Tức là bây giờ chồng chị gọi là không lo được gì hả? Không có lo gì cho gia đình mà chỉ là bê kha trong chén lụ với bạn bè. Mình chị sao mà đủ để mà gánh vác được? Nói chung là nhiều thứ cũng nhờ em út nó làm trên đây nè. Gọi là chồng chị bây giờ có cũng như không vậy hả? Có là cũng như không. Rồi chồng chị thường thường làm gì? Lúc trước là anh đi làm hồ, thợ hồ. Hiện tại bây giờ nè. Hiện tại giờ là nói chung là anh chỉ ăn nhậu bê kha với bạn bè. Chứ chán không có làm gì hết. Sao chán thế? Là chỉ có ăn nhậu rồi không có quan tâm gì con cái vợ con. Không có quan tâm gì tới gia đình hết á. Từ tiền đâu ông ăn nhậu? Nói chung là bạn bè nay thì người này đãi, mai thì người kia đãi. Là gọi là cứ ăn ké vậy thôi, nhục ké. Ngày nay thằng này kêu anh Năm ơi, nay em có con cóc, con cá gì nấu con chua, anh tới làm xương xương rồi làm xương đầu đi. Chán thiệt, chán ha. Như vậy là chỉ có bản thân là trong gia đình là kinh tế chủ yếu dựa vào chị. Bán vé số chị bán một ngày được bao nhiêu tiền? Nói chung bằng ngày thì tùy theo bữa, có thi thì 300, 200, 100 cũng có. Rồi là ba đứa con thì mình đang ăn học hết à? Ba đứa con học, thằng lớn của chị là học lớp 12. Là kế con nhỏ thứ ba này là đang học lớp 9, để thằng em là đang học lớp 7. Bản thân chị là một người phụ nữ gọi là đi bán vé số để mà mưu sinh lo cho gia đình. Toàn bộ trong gia đình là một thân một mình chị gánh vác hết. Đúng. Có bao giờ chị trách chồng mình không? Đôi lúc chị cũng tách, cũng suy nghĩ. Nhiều khi mấy đứa em của chị nó buồn, nó giận. Rồi nhiều khi mẹ thôi mà nhắm thôi còn mấy khâu đi lên trên đây chị em đùm bọc sống. Mà hỏi chứ nhiều khi vợ chồng là phải nói một ngày bữa muốn bỏ anh là bỏ được đâu. Nếu như mà em bỏ ảnh như vậy á thì mình đi làm xa thì người ta sẽ kêu liêu, người ta nói con nhỏ đó mê tai bỏ chồng bỏ vợ con nó thì làm sao mà chị ngóc đầu lên cho nổi. Nói chung mà nhiều lúc chị cũng thương con muốn bỏ đi, nhưng mà nhiều khi con trai của chị nó nói mẹ ơi thôi lén đi, nếu mẹ bỏ đi là ba đứa con nghỉ học luôn, không đi học nữa. Rồi chị mới nói thôi mình nghèo thiệt con, nhưng mà giờ nói chung mẹ đi bán á thì ngày tâm hai tâm, nhưng mà mẹ cài được, mẹ thôi tụi con lén học để sau này con có tương lai. Với điều á, nếu mà sau này tụi con lại xã hội có thể sung sướng không mẹ? Giờ nó nói mẹ thấy nhiều thì mẹ đi làm về á, nhiều thì mẹ mua ổ bánh mì mẹ không ăn, mẹ cũng xách về cho tụi con. Nhưng mà họ chứ nhiều thì á, bạn bè đi bán nhau chung nhiều thứ á, mấy chị em đều hỏi nhưng mà sao mày không ăn tô tiếu? Nói em ăn tô tiếu thì cũng 30.000 thôi, giờ 30.000 đó là em để em mua được ba ổ bánh mì về cho con em ăn. Rất tội ha. Vậy là chồng chị là không có, hiện tại là không có đi làm nữa, không, là chỉ có nhậu, ở nhà ăn chơi nhậu nhẹt vậy đó. Cứ tối ngày cứ sáng đi chỉnh chỉnh say về ngủ, ngủ đã là dậy đi nữa chứ không có lo gọi gì. Là sáng say chiều xỉn. Nhưng mà mỗi lần say xỉn về có quậy vợ con không? Nói chung là ảnh cũng hiền, ảnh đi nhậu về rồi á chỉ là nói hoài, nói cái câu đó mà ảnh nói ra được là nói từ sáng đến chiều cũng có một câu đó, giống như dạng là như mình nói nhảm vậy đó. Không bao giờ xúc phạm tới chị cũng như là xúc phạm tới các con không? Không bao giờ. Các con thì có nhiều lúc thì cũng xỉn về thì cũng chửi lầy la mấy đứa nhỏ. Dày la đó là vô cớ hay là sao? Hay là có lý do gì mà dày la? Nhiều thi á, nhiều thi ổng nói cái hâu á, con gái gì mà ăn rồi không biết chọn dịp nhà cửa, chớ ngày cứ phân bì đứa này đứa kia. Tại vì con nó lớn nó cũng biết, nhiều thi con gái mà mình cũng biết chứ. Nói chứ con mình thì đứa thì kiểu như con người ta lên lại, còn con mình thì nó khờ ịch.
Thì từ từ nó suy nghĩ chứ con cái ngày lớn rồi mình cũng biết. Mà nói anh hoài cứ nhậu về cái chồng chị là vậy? Cùng ở địa phương luôn hả? Cùng ở địa phương. Rồi chị có nhờ được bên nội, bên ngoại chị không? Nói chung là chị có chồng chứ toàn là bên chị bên ngoại đồng đánh hơn. Bên ngoại giúp đỡ không ha? Nhưng mà đỡ cũng như mấy đứa em nay đứa này cho này, mai đứa kia cho kia vậy. Chứ một mình, nếu mà một mình bản thân chị mà đi bán vé số ngày được 200-300 ngàn để mà lo cho gia đình là tổng cộng là 5 người, 5 miệng 5 ăn, người. 5 miệng ăn đúng không ạ? Trong khi đấy thì lại còn ba đứa con đi học, đi hành, tiền học phí, tiền quần áo, sách vở các kiểu. Thật sự nếu mà để mà dồn lên một cái đôi vai của chị thì thật sự đó là quá nặng nề. Đúng không ạ? Đúng, đúng. Chị phải làm một mình bao lâu rồi? Nói chung là chị làm nay cả một năm mấy rồi. Một năm mấy là một mình. Còn chồng chị là chỉ có ăn chơi nhậu nhẹt, tối sáng say chiều xỉn vậy thôi hả? Ừ, không có quan tâm gì tới gia đình nữa. Bản thân chị cảm thấy tủi thân không? Tủi chứ, nhiều thấy bạn bè tan lứa với nhau, cùng lấy chồng với nhau mà thấy mấy đứa bạn nó ra đường á, chồng người ta thương lại mua này mua kia cho đeo, lại sắm quần áo, còn như chị ra đường á, chị đâu có giống người ta. Nhiều thi chị cũng nhiều thi mấy đứa bạn nhiều thi tan lứa nha, anh hỏi ủa như này Nhung ơi, sao ta thấy mấy đứa kia ra đường nói cái này kia, sao ta thấy mày ra đường giống hay lúa. Để nó hơi kệ, giờ số phận ta nó đã đưa đẩy vậy rồi thì phải cam chịu thôi, chứ giờ biết kêu than ai giờ. Chị là một người vợ, một người mẹ cam chịu, một người phụ nữ cam chịu. Gọi là bây giờ như bản thân chị suy nghĩ là biết chấp nhận số phận thôi ha. Biết mà số phận của mình chấp nhận thôi. Chỉ mong sao gì? Là cố gắng có cái sức khỏe để mà đi làm có tiền cho con ăn học, cho con được ăn uống đầy đủ, khỏe mạnh, học hành thành người là chị mãn nguyện rồi đúng không? Đúng. Thật sự thì theo như em nghĩ, em nghe câu chuyện của chị thì em biết rằng là chị rất là buồn, rất là tủi, rất là nhiều. Có khi là đêm tới, có khi là chị khóc thầm đấy. Có không? Có. Có đúng không? Có. Nhiều thêm chị cũng khóc thầm. Nhiều thêm mấy đứa con nó nói mẹ, con giờ con ước cái đó đó mẹ. Này, chị cũng thôi con giờ mình nghèo, mẹ làm thì nhiều thêm tháng tâm hay ngày tâm hay tâm. Con thích món đó thì thôi để từ từ lại mẹ dành dụm tiền này mẹ mua cho. Để cái khoản tay lớn của em nó mới nói thôi mẹ, để con điện lên con xin mấy dì với ngoại đi phụ mẹ. Có thì... bao giờ các con của chị nói với chị rằng là con muốn nghỉ học để phụ giúp gia đình không? Có. Có nhiều, đúng có, không? Nhiều đứa nó cũng, như nhỏ con gái này nó cũng đòi nghỉ học để đi làm. Nó giờ thấy mẹ khổ quá à, để con nghỉ con đi làm kiếm tiền về phụ mẹ. Nhưng mà em khuyên nó là thôi con, tại con còn nhỏ lắm, ai mà mướn đâu mà làm. Bây giờ nếu mà con đi lại làm cực khổ lắm, con chịu không có nổi đâu. Nếu mà con đi ở đợ người ta, không phải như ở nhà mình nó. Mà bây giờ con muốn đi làm thì bây giờ con phải lén học đi. Dạ. Con lấy bằng hết cái bằng, muốn mà hết cái bằng cấp 2 này đi. Rồi mẹ sẽ gỡ lên về mấy dì trên đây là kiếm công chuyện nhẹ nhẹ cho con đi làm, cho kiếm tiền. Nó nói dạ mẹ, mẹ yên tâm đi, còn có tháng mấy nữa là con thi lên lớp 10 rồi mẹ. Nó mới nói em vậy, trong vòng mới có tuần lễ là nó đi đâu mất tiêu. Đúng như trưa, sáng thì nó có, tại vì có một bà cô chủ nhiệm, bà cũng thương nó lắm. Dạ. Lại sáng có một người thanh niên đó mới tới là nói là cô ơi, cho Bảo Nghi nghỉ một ngày, lý do là Bảo Nghi bệnh sốt. Rồi cô thì tưởng đâu là chú hay là anh trong gia đình tới xin, cô mới đồng ý cho cháu nghỉ. Nhưng mà tâm giờ dạy á, cô giáo mới nói là tại sao con mắt của cô, nó cứ mắt tái của cô giật mà nó không ổn, thành nữa cô mới chạy lên. Thì sáng cô chạy lên là hồi đó là chị đi bán rồi, là có nghe đứa em ở xóm nó nói lại là cô chạy lên là thấy Bảo Nghi còn nằm trong mùng á. Cô kêu Nghi ơi la đây cô biểu cây, thì cô la cô mò tán thì tán em hơi ấm ấm. Dạ. Để cô hỏi con có uống thuốc gì chưa hả, nếu chưa cô mua cho con thuốc uống. Rồi con nó mới trả lời là có, mẹ con có mua rồi cô, con mới uống một liều, còn lại một liều là mẹ con dẫn tôi ăn cơm no rồi uống.
Rồi cô mới nói hả, thôi giờ con nghỉ đi, hả khỏe thì chịu đi học. Là Tâm nghe cô kể lại vậy là khi cô lên là hồi đó lúc đó là 11:45. Cô mới về là ở đây là 12:30 là nó đi. Tức là ngày 20... Ngày 18. Ngày 18. Nhằm ngày thứ bảy luôn. Dạ, dạ. Tức là 18 đấy thì theo như bản thân em suy đoán thì đã lên, em con nhà mình đã lên kế hoạch rõ ràng rồi. Bởi vì nếu mà như chị chia sẻ là có người tới đón và con nhà mình đã chuẩn bị đồ thì tức là có cuộc hẹn trước rồi. Dạ. Đúng không ạ? Đúng. Thì khi mà con nhà mình mà trong cuộc sống ấy, bình thường sinh hoạt ấy, con nhà mình sử dụng điện thoại cảm ứng nhiều không? Nó sử dụng cũng ít. Tại có vì... thường xuyên lên các trang mạng xã hội không? Nói chung là nó cũng lướt lên coi cái Facebook này, coi này coi kia. Theo như chị, bản thân chị là mẹ thì cái mối quan hệ này là con nhà mình quen trên mạng hay là quen ở ngoài? Quen trên mạng. Trên mạng đúng không ạ? Dạ, trên mạng xã hội á. Chị có biết rõ thân thế lai lịch cái người mà dẫn con nhà mình đi không? Chỉ hay là... chị nghe nói phơ phơ thôi? Cũng như là mới đầu thì chị chỉ nghe nói phơ phơ, nhưng mà lý do là mấy đứa em của chị nó lướt lên trên mạng xã hội là bên cái bằng cái Facebook của thằng này nè. Facebook ha. À, là vô là nó có đề bên là chỗ ở đồ này kia là từ đâu tới đâu. Nó tại vì hiện tại với điều cái bản số xe nó chạy á. Dạ. Là của Vĩnh Long. Dạ. Cho nên thu thập lại được vậy. Thành thử là chị có nhờ nói trình bày với công an xã. Tức là vụ việc này chị có báo cơ quan chức năng công an ở Bến Tre rồi? Dạ có, nhưng mà nó cứ nói là hơi... Chị cứ báo công an, có báo công an là được rồi. Thì cái sự việc của chị, như chị vừa chia sẻ thì có rất nhiều thông tin và manh mối để mà giúp cho đội sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như toàn thể quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng dễ dàng để mà tìm gặp con gái nhà mình hơn. Thì chị có điều nào chị muốn tâm sự, chia sẻ nỗi lòng của một người mẹ từ Bến Tre lên tới Bình Dương để nhờ đội sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm con? Thì cái video này em dành cho chị. Chị trực tiếp chị tâm sự với con gái của mình. Em mời chị gọi tên con mình ra. Rồi chị tâm sự, chị nói đi. Dạ. Bảo Nghi ơi, về với mẹ với con, với mẹ đi con. Về đi. Mẹ nhớ con lắm Bảo Nghi ơi. Mẹ mong á, mẹ mong con về với cha mẹ đi. Về đi học đi con. Nghe Bảo Nghi, về đi học đi con. Về đi học đi, rồi từ từ là mẹ kiếm công trình cho con đi làm. Chứ con đi vậy là mẹ không biết con ở phương tây nào hết á. Mẹ và anh và mấy em đều nhớ con nhiều lắm. Về như Bảo Nghi mới về ngoại đâu nữa. Bảo Nghi ơi, về nghe con Bảo Nghi. Con gái ngoan của mẹ về với cha với mẹ nha con. Cái trường hợp của con nhà mình khả năng rất là cao là vì yếu tố là do gia đình gọi là quá cực. Có thể là khi mà bản thân bé nhìn thấy cha sáng say chiều xỉn mà nhìn thấy mẹ một mình gọi là gồng gánh lo toan đi buôn bán vé số để mà kiếm từng đồng từng cắc về lo cho các con từng bữa cơm cũng như là tiền học phí, sách vở, quần áo, nên mà bản thân bé có khả năng là thấy thương mẹ, thương gia đình nên bé đã tìm việc làm trên mạng. Đó là em nghi ngờ thôi. Việc nhẹ lương cao, bé đã bị gọi là dụ dỗ, cám dỗ. Em sợ rằng là những cái đối tượng khác dụ dỗ, cám dỗ, sợ bé là dính phải. Thời gian vừa qua, đội sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận rất nhiều vụ các em lứa tuổi còn thiếu niên 12, 13, 14, 15, thậm chí có những em tuổi đời 20 mấy tuổi vẫn bị sập bẫy do tìm kiếm các việc làm trên mạng. Nhiều em đã đi sang nước bạn Campuchia làm một tháng ngàn đô, ngàn rưỡi đô, bấm máy tính, và rồi nhiều em nhận cái kích đắng. Còn nhiều em thì cũng ở Việt Nam cũng tìm công việc làm trên mạng nhưng bị các đối tượng gọi là răng bẫy quá hoàn hảo. Các em đã bị sập bẫy và đưa vào các quán karaoke trá hình, massage kích dục. Đó là những trường hợp có thật. Và em hy vọng rằng là con gái nhà mình sẽ không xa vào những trường hợp đấy. Hy vọng bé vẫn đang quanh quẩn đâu đó ở Bến Tre, và rồi bé sẽ về sớm. Em hy vọng là vậy. Qua câu chuyện của chị thì bản thân em, riêng bản thân em thì em rất là thương chị. Một người phụ nữ, một người mẹ, một người vợ rất là đảm đang, chất phát, thật thà.
hiền lành. Em rất là thương chị, không riêng bản thân em đâu mà quý cô chú anh chị cộng đồng mạng xem được cái clip này cũng rất là thương chị. Thì chị cứ yên tâm đi, khi đã chị đã lên trên Bình Dương rồi, nhờ đội sĩ Nguyễn Thanh Hải rồi, thì đội sẽ giúp chị hết mình, cũng như tất cả quý cô chú anh chị sẽ giúp chị nhiệt tình. Ở đây đội sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ hoàn toàn miễn phí, không lấy tiền lấy bạc của ai hết chị nha. Và khi mà con nhà mình về rồi thì đội sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng không cần phải hậu tạ quà cáp gì chị nha, nên chị cứ yên tâm. Chị còn điều nào muốn chia sẻ được không? Nói chung là chị... Chị có điều nào chị muốn gửi tới cái người mà dẫn con gái nhà mình đi không? Con gái nhà mình năm nay mới 15 tuổi. Nếu mà người đó dẫn đi thì chị cho cơ hội trong vòng 3 ngày. Nếu không dẫn về thì người đó sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chị nói đi. Chị nói nhắn gửi tới trực tiếp cái người dẫn đi. Nói chung là nếu mà tâm chị... Nói chung là sẽ cho cái người đó trong vòng 3 ngày. Nếu 3 mà ngày không thôi. Dẫn con gái chị về thì người đó sẽ chịu chịu tội ở trước pháp luật. Đúng rồi. Trong vòng 3 ngày nếu không dẫn bé Nghi đúng không ạ? Dạ, nếu không dẫn em bé Nghi, Tàng Ngọc Bố Nghi về cho gia đình thì trong 3 ngày đó thì người mà dắt bé Nghi đi, người đó sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Gọi là em chưa đủ tuổi. Một năm nay mới 15 tuổi, nếu mà dẫn đi và không may gây ra một cái hậu quả gì đó cho em thì cái người dẫn đi về sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong vòng 3 ngày nếu mà biết đường sớm, tỉnh ngộ sớm, thức tỉnh sớm mà dẫn em về cho gia đình thì gia đình sẽ bỏ qua hết tất cả. Còn vẫn cố tình ngoan cố không dẫn về thì cái người dẫn đi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vừa rồi rất nhiều các lứa tuổi thanh niên đã dẫn các em thiếu niên tuổi đời còn rất nhỏ đi và cũng đã bị tóm, cũng đã chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi. Nên mà mong rằng chị cứ yên tâm. Thưa quý cô chú anh chị, bà con cô bác, cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước, nếu quý cô chú anh chị nào có thấy bé Nghi như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để giúp bé Nghi quay trở về nhà đoàn tụ cùng với lại gia đình và cấp sách tới trường như bao đứa trẻ khác. Thì em rất mong rằng khi quý cô chú anh chị xem được cái video này, hãy cùng chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để giúp cho bé Nghi sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với cha mẹ, cùng với anh em và còn cấp sách tới trường. Dạ, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng rất là nhiều trong suốt quá trình thời gian qua đã luôn đồng hành chung tay góp sức với đội sĩ Nguyễn Thanh Hải. Em không biết nói gì hơn thì chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị luôn thật nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và sẽ luôn đồng hành sát cánh cùng với lại đội sĩ Nguyễn Thanh Hải. Chị còn điều nào chia sẻ nữa không chị ha? Không, chị không ha. Dạ rồi, thì vụ việc của chị thì đội sĩ Nguyễn Thanh Hải đã tiếp nhận, ghi nhận và sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để mà đăng tải cái video clip này lên khắp các trang mạng xã hội cũng như là đi tìm kiếm ở bên ngoài. Thì em không biết nói gì hơn thì chúc cho chị thật nhiều sức khỏe. Chị phải có sức khỏe, phải ăn uống vào thì phải mới có sức khỏe để mà còn tiếp tục công việc trên những chặng đường mà mình đi bán vé số để mà lo cho các con ăn học cũng như là lo cho từng bữa cơm của gia đình chị nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Nói chung là em cũng thay mặt gia đình cảm ơn các anh của hiệp sĩ Thanh Hải ở Bình Dương. Em không mong muốn gì, mong muốn là nhờ các mấy anh tìm giúp giùm em, tìm con em về giùm em. Bé là tên Tàng Ngọc Bảo Nghi, là hiện đang học lớp 9 của trường trung học cơ sở của An Bình Tây. Hiện tại thì tất cả các bạn cùng trang lứa, học cùng lớp cũng như cô giáo chủ nhiệm, các cô dạy đang rất là trông ngóng tin em về để mà cấp sách tới trường đúng không ạ? Dạ đúng. Dạ. Dạ rồi, thì toàn bộ câu chuyện chị chia sẻ có hoàn toàn đúng với sự thật không? Đúng. Nếu có gì sai trái? Có gì sai trái thì xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dạ, xin chịu trách nhiệm. Và chị lên đây nhờ đội sĩ Nguyễn Thanh Hải ghi hình để đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để mà tìm con gái nhà mình đúng không ạ? À, chị có đồng ý cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải lên không ạ? Đồng ý. Và cái video này sẽ không bao giờ gỡ, chị có đồng ý không? Đúng, chị đồng ý hết tất cả. Dạ, dạ rồi, cảm ơn chị, cảm ơn câu chuyện của chị. Dạ. Chúc chị sớm nhận được tin vui đó là con gái nhà mình quay trở về một cách an toàn của hiệp sĩ. Dạ rồi, em chào chị nha. Dạ.